Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 1, 1. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4129, 1903, 8848. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4358. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 48108, 61790, 28768, 07755, 28928, 75837, 80066. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58940, 04491. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02628. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19096. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 063123. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 063123.